kẹt các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Kawasaki ra mắt Z400 2020, Z250 2020, chế diện mẫu mới đầy lôi cuốn. Mới đây, hãng xe mô tô hàng đầu Nhật Bản vừa giới thiệu đến người hâm mộ cái diện mạo mới của bộ đôi Kawasaki Z400 và Z250 2020, với một cái vẻ ngoài vô cùng cuốn hút. Dự kiến hai cái mẫu xe này sẽ được ra mắt chính thức thị trường Nhật Bản vào đầu tháng 1 năm 2009. Cái phiên bản mới 2010 thì Kawasaki Z400 và Z250 vẫn giữ nguyên thiết kế phiên bản người tiền nhiệm với một cách Tsukumi đặc trưng, được ứng dụng trên hàng loạt những mẫu Z series. Kawasaki Z400 2010 và Z250 2010 nó bật với kiểu dáng thể thao, đèn pha bắt mắt, bình nhiên liệu nhô cao cơ bắp, khung xe bằng thép, đuôi xe phú cao với những đường nét sắc cạnh trên toàn thân xe. Hai cái mẫu xe này vẫn được trang bị cho mình là phanh đi đường 310mm ở phía trước, kết hợp cùng chế phanh dầu 2 bis, trong khi phanh sau ứng dụng là phanh đi đường 220mm với phanh dầu 2 bis. Cùng với đó là hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị trên cả hai kênh. Thông số lốp của Z400 2010 lần lượt 110/70E/7 cho bánh trước, 150/60E/7 cho bánh sau, trong khi thông số lốp của Z250 2020 lần lượt 110/70E/7 cho bánh trước, 140/70E/7 cho bánh sau. Cuộc trước là cái dạng ống lồng đường kính là 41mm và một cái monoshock có thể điều chỉnh ở phía sau. Cái chiều cao yên trên cái chiếc Z400 2010 dừng ở mức 785mm và có gói trọng lượng 167kg, được trang bị cho mình một cái bình nhiên liệu chung tích 14 lít. So với người đàn anh Z400 thì cái chiếc Z250 2010 nhẹ hơn, dừng ở mức 164kg, bình xăng với dung tích 14 lít, chiều cao dừng ở mức 755mm, tức là thấp hơn 30mm so với Z400. Cái phần động cơ vẫn giữ nguyên sau phiên bản năm 2009, không có cái gì nâng cấp. Z400 2010 vẫn dùng cho mình có động cơ là 2 xăng với một cái dung tích là 399cc, DOC 8 van làm mát chất lỏng, tạo ra công suất 45 HP tại vòng tua là 10.000 vòng trên phút và một cái moment xoắn là 38 Nm tại vòng tua 8.000 vòng trên phút, hộp số con tài 6 cấp với một cái bộ liên hợp hỗ trợ Liplus. Còn Kawasaki Z250 2010 cũng được mang một thiết kế động cơ tương tự người đàn anh Z400 2010, được giảm cái dung tích động cơ, và sức mạnh của cái mẫu xe này đến từ cái động cơ là 2 xăng 248cc DOC 8 van làm mát bằng cái lỏng, sinh ra 37 HP tại vòng tua 12.500 vòng trên phút và một cái moment xoắn là 23 Nm tại vòng tua là 10.500 vòng trên phút, sử dụng hộp số 6 cấp. Các hai bản Z400 2010 và Z250 2020 được bổ sung hai cái gam màu sắc mới, đó chính là đen, xanh và cam đen. Và giá bán cái phiên bản năm 2020 vẫn chưa được tiết lộ thời điểm hiện tại, trong khi giá của chiếc Z400 2009 tại trường Malaysia ra Nhật Bản là 28.755 AM, tương đương 160.000 Việt Nam đồng, trong khi phiên bản Z250 2009 ra Nhật Bản 21.998 AM, tương đương là 123.000 Việt Nam đồng. Sau đây là vài thông số kỹ thuật của Kawasaki Z400 2010. Cái động cơ 2 xăng 399cc DOC 8 van làm mát chất lỏng, hộp số 6 cấp. Cái công suất 45 HP tại vòng tua 10.000 vòng trên phút. Moment xoắn cực đại 38 Nm tại vòng tua 8.000 vòng trên phút. Trọng lượng xe 167kg. Chiều cao yên 785mm. Dung tích bình xăng 14 lít. Cuộc trước ống lồng đường kính 41mm. Cuộc sau là monoshock. Hệ thống phanh trước đĩa đơn 310mm với phanh 2 bis. Hệ thống phanh sau đĩa đơn 220mm với phanh 2 bis.
thông số lớp 110-70N7 và 150-60N7 ở trước và sau. Thông số kỹ thuật của các quay kia Z250-2020. Cái động cơ 2 xanh 248cc DOC 8 vành làm mát chất lỏng, hộp số con tài 6 cấp. Cái công suất tối đa 37 HP tại vòng tua 12.500 vòng/phút. Mô men tích cực đại 23 Nm tại vòng tua 10.500 vòng/phút. Trọng lượng xe 164 kg. Chiều cao yên xe 755 mm. Dung tích bình xăng 14 lít. Phục trước ống lòng 41 mm. Phục sau monoshock. Hệ thống phanh đĩa trước là đĩa đơn 310 mm và phía phanh sau là phanh đĩa đơn 220 mm với hệ thống phanh 2 bis. Thông số lớp trước là 110-70N7 và phía sau là 140-70N7. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, subscribe.